manh động đến gia đình của tôi. Tôi cảm ơn anh. Cuộc chơi này là do anh quyết định. Chị Hải, chị Hải ra gấp có chuyện gì không? Dượng ơi, Dượng coi cái này đi. 12 giờ trưa mai, chợ cũ, 10 tỷ về an toàn của em cô, chọn đi. Sáng nay em mới nhận được tin là thằng Hùng nó trốn trại rồi. Chắc nó bắt cóc Hân đó chị. Chị muốn báo công an, nhưng mà chị sợ là sẽ gây nguy hiểm cho Hân. Mình không biết tụi nó nguy hiểm tới mức nào đâu. Nhất định mình phải báo công an. Mình đi ngay chị. Gọi anh nhanh vậy sao? Anh muốn gì? Anh sắp đi xa. Anh cần gặp em. Anh nghĩ tôi còn ngủ vậy trước đây sao? Nếu như anh làm khốn nạn thì anh sẽ không nhận hết tội lỗi gì mình mà để cho em tự do. Lỗi? Đó là những gì anh phải làm để trả nợ cho tôi. Nhưng mà so với những gì anh đã gây ra cho tôi và gia đình của tôi thì chưa đủ đâu. Vậy em cho anh mượn thêm tiền đi. Sau này anh sẽ trả cho em cả vốn lẫn lãi. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Anh cũng không cần tiền của em. Nghe nói dạo này chị của em giàu lắm đúng không? Tôi cấm anh đâu đến gia đình của tôi. Tôi cấm anh. Cuộc chơi này là do anh quyết định. Anh và chị Hai đã gom hết tiền rồi, nhưng mà vẫn không đủ tiền mặt. Chuyện này anh cứ để em lo.
Anh Kiệt, nhanh. Có chuyện gì mà hai người căng thẳng vậy? Anh nói chuyện với chị Phúc đi nha. Em sẽ đi lo vụ kia. Em xin phép. Có chuyện gì vậy anh? Hận đã bị bắt cóc rồi. Tụi anh đã báo công an, nhưng mà vẫn phải chuẩn bị đủ tiền chuộc để đảm bảo an toàn cho Hân. Em à, em không ngại để anh giúp gia đình Hân chứ? Nếu em nói rằng ngại, anh sẽ đứng ngoài chứ? Em đùa thôi. Em sẽ không ép buộc anh làm những gì mà anh không thích đâu. Lát nữa anh cứ để em với anh Công đi cùng chị Hai là được rồi. Anh đã nói chuyện với chị Phúc rồi, em yên tâm. Anh nói vậy thì em yên tâm rồi. Khó khăn lắm chị Phúc mới trở về đây. Anh hiểu mà. Chị Hai à, chị nhớ cẩn thận đó. Chị biết rồi. Hương nè. Anh Công. Anh không có cản em. Mẹ em tính nói chùa về đưa cho anh, chạy xe giao hàng được bình an. Em giữ lấy đi. Em làm gì làm, nhưng phải nhớ là còn ba đứa con đang đợi mẹ về đó. Em biết rồi. Em không sao đâu, anh yên tâm đi. Này, nghe vô lửa đau đi. Không được nhanh. Bỏ cái túi xuống. Hai tay lên khỏi đầu. Cô Hân đâu? Cô Hân nào? Tôi không biết. Báo cáo, chúng tôi đã khám xét khắp phòng nhưng không tìm thấy được nạn nhân. Là mẹ. Sao bây giờ? Dạ mẹ. Mẹ mới qua. Dạ mẹ mới qua. Ủa sao mặt đứa nào cũng ngơ ngác vậy? Bộ lần đầu tiên mẹ tới đây hả? Con Hân đâu rồi? Dạ Hân nó ở trong công ty á mẹ. Mà sao giờ này mẹ qua đây vậy mẹ? Mẹ cãi nhau với ba. Dạ, em đi nhờ thôi, với anh Công nhà lo cho mẹ. Chị dùng Kiệt lên công an coi coi sao nha. Dạ. Để anh đi với hai người, dù gì có hai người đàn ông vẫn tốt hơn. Cũng được. Tôi biết cô đang đi với thằng Kiệt và thằng Công. Nếu cô để tụi nó biết tôi đã nhắn tin, cô sẽ không được gặp lại em gái của mình nữa đâu. Hương, có chuyện gì vậy?
Chị Hai, có chuyện gì? Em có việc á, có gì gọi mọi người sau nha. Chuyện gì vậy? Chị Hai. Hương. Hương à. Hương. Về nhanh đi em. Hương. Tôi có tiền rồi, bây giờ làm gì nữa? Lên ký theo taxi, phía bên tay phải cô đi. Chị Hai à, chị Hai đừng có đi chị Hai. Ba, chị về từ từ nói đi, bây giờ khốn không phải là quan trọng. Chị Hai à. Em ơi, đừng có đi mà. Bác Tài đừng à? Có đi. Bác Tài đừng có chạy, chúng nguy hiểm lắm. Chạy nguy hiểm lắm, đừng chờ đi đâu. Dưỡng ba. Thằng Hùng. Mày Hưng Hùng, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Anh cứ sao vậy hả? Không sao đâu. Đứng lại. Cứu đi. Thầy dạ. Hả? Chị Hai. Em xin lỗi. Vì nãy giờ mọi người lo lắng cho em. Xin lỗi gì chứ? Em sao rồi? Bác sĩ kiểm tra cho em kỹ chưa? Em không sao. Bên công an họ muốn lấy lời khai, giờ mình hẹn ngày mai để cho em nghỉ ngơi nữa. Cảm ơn anh. Thôi mình về đi, mẹ đang ở nhà đó. Nhưng mà em muốn mua một bộ đồ mới. Không phải, mặc bộ này về thế nào mẹ cũng nghi ngờ. Mình đi nha.